Chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ vào cuộc, sáng ngày 11 tháng 11, đội cảnh sát hình sự công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ được đối tượng là thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản của một người dân trên địa bàn. Đối tượng được xác định là Nguyễn Quang Nam, 24 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa, tạm trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Theo thông tin trình báo của ông Trần Quang Bình, 49 tuổi, trú tại địa phương, vào sáng ngày 11 tháng 11, khi ông đi ăn sáng tại một quán bún ở đường Võ An Ninh, phường Hòa Xuân, thì có để ví trên bàn ăn, bị một thanh niên tiến tới giật lấy và bỏ chạy. Nhận được tin báo, công an quận Cẩm Lệ khẩn trương vào cuộc và chưa đầy một tiếng sau đã truy tìm ra tung tích của thủ phạm, đưa về cơ quan công an làm việc. Tại đây, Nguyễn Quang Nam thừa nhận vì thấy ông Bình sơ hở nên nổi lòng tham, lợi dụng lúc ông đứng lên trả tiền thì phóng xe áp sát bàn ăn, giật lấy chiếc ví. Khám xét tại nơi ở của Nam, công an quận phát hiện một ví da bên trong có 3 triệu đồng và nhiều giấy tờ mang tên Trần Quang Bình. Vụ việc đang được công an quận Cẩm Lệ hoàn tất hồ sơ, sớm trả lại tài sản cho người bị mất.